luôn xin chào cả nhà. Chúc cả nhà có một ngày thứ bảy vui vẻ bên gia đình. Thì để cải thiện những bữa ăn trong gia đình thì cháu luôn hay trồng cây rau. Thì hôm nay cháu luôn chia sẻ với cả nhà cái cách mà trồng cảnh này hiệu quả nhất. Thì cái mùa xuân này là cái mùa mà trồng là rất là đẹp. Thì hôm qua cháu có đi sang nhà bác xin được ít cảnh rau ngót này về để trồng. Thì hôm qua cháu sang thì cũng chỉ có nhục và ấy thôi. Hôm nay cháu cắt gọn tỉa sạch sẽ đi để xử lý xong rồi mang đi trồng. Thì cái khâu xử lý thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Cái cảnh này rau ngót này thì cũng rất là dễ. Thì đầu tiên ấy, cả nhà mình chỉ cần lấy một ít cành vào, xong thì tùy nhà mình dâm khoảng bao nhiêu cũng được. Cháu luôn cứ dâm độ khoảng 20, dâm như dâm hom sắn ấy. Thì mùa này kể cả là chiết cây hay là dâm cành thì rất là được mọi người. Mùa đầu năm này rất là thời tiết rất là đẹp, rất là được thời tiết ưu đãi như đầu năm này. Thì đầu tiên cả nhà chẳng hạn tùy theo số lượng cành, nhưng mà cả nhà lấy cho cháu độ khoảng 2 lít nước. 2 lít nước này thì với lại là mình pha mấy cái kích thích cho rễ này. Thì cái kích thích cho rễ này thì nó có cái tác dụng là nó có cái tác dụng là kích thích cho mình nó rễ nó bật nhanh hơn thôi. Đấy. Thì 2 lít nước thì cả nhà nói chung là cái này mình cũng không phải là pha theo quy chuẩn quá. Thì mình cứ sắp thôi. Thì 2 lít nước thì mình cho độ khoảng một ít và mình pha. Cái này thực ra là nó không cần quy chuẩn lắm đâu cả nhà. Thì cả nhà xong cả nhà khuấy đều lên cho cháu. Đây cả nhà, cái một lọ này dùng được rất là nhiều. Cả nhà mua về thì có thể chiết được cành này cành dâm cành này cành kia rất là được nhiều. Đấy. Thì cái này cả nhà ngâm cho cháu độ khoảng 15-20 phút gì đấy. Đấy, cứ để vào như này thôi. Xong mình khi mà mình ngâm xong ấy, khi mà mình ngâm xong rồi thì mình để ra cho nó khô, nó ráo cái đầu rồi, xong rồi mình mang ra dâm. Cháu ở nhà, cháu thì đi làm, thỉnh thoảng về rảnh thì lại ngồi trồng rau, trồng riếc. Nói chung là cái gì thế, cái thực phẩm mà mình không tin tưởng thì mình cứ trồng ra mình ăn thì cho nó chắc. Kể cả như các cô chú đi chợ ấy, những cái cành rau ngót nó già già ấy, mình mang về mình có thể mình cắm, là mình không có đất thì mình mang về mình mua xong những cành già đấy, mình có thể cắm vào những cái thùng xốp ở nhà mình ấy. Rất là tiện. Thì khi mà mình cắt gọn sạch sẽ như này ấy, thì khi mình cắm ấy thì nó mới đỡ mất nước cả nhà. Khi mà nó còn lá nhiều ấy, thì nó toát nhựa ra, nó mất nước, cái chất dinh dưỡng nó chưa hấp thụ được thì nó đẩy hết ra cái đầu lá. Khi mà nó chưa có bộ rễ, nó đẩy ra đầu lá thì nó lại bị suy cái cành cắm của mình. Thì khi mà mình cắt tỉa sạch sẽ đi thì nó ủ trong cái thân đấy. Nguyên lý của cái cây là cứ lúc nào bật mầm là ra rễ non cả nhà nhé. Hôm
chung là dâm riếc này nó cũng rất là đơn giản thôi cả nhà. Cả nhà cái quy trình cháu nhắc lại một chút là 2 lít nước này, tùy cho số lượng cảnh cả nhà cho một ít cái năng lượng tạo rễ này, thì cái này nó giúp khả năng là nó sẽ kích thích cái rễ mình bật nhanh hơn một chút. Đấy. Cháu Luân xin chào cả nhà. Thì vừa lúc sáng thì cháu có hướng dẫn cả nhà cắt cành rồi ngâm thuốc, thì giờ cháu chia sẻ cái kinh nghiệm của cháu về cắm cành. Thì cái may mắn là được buổi chiều được một chị lên nhà chơi, thì là thôi hôm nay hai chị em cùng ra làm cho nó vui, thì tiện thể hướng dẫn chị trồng cái cắm cành cho ngon luôn. Đây chị cắm nó rất là đơn giản thôi, chị cứ cắm cách tường độ khoảng 20 phân như này, xong cứ 20 phân chị cứ cắm em một que như này, rất là đơn giản. Đấy. Đấy chị làm đi, để em xa nốt chỗ này. Rất là vui cả nhà. Thì cháu thì thường ngày thì cháu vẫn hay đi làm cây. Những ngày thì chủ nhật, thứ bảy rảnh thì cháu về nhà cháu trồng rau, cải thiện bữa ăn gia đình. Nói chung là cái gì mà mình không tin tưởng bên ngoài thôi, tự cung tự cấp ấy. Đất nhà cháu thì nó cũng rộng, nhưng mà được cái là đất núi nó cũng không được đẹp lắm, nên là cháu vẫn phải đi lấy chấu về, lấy vỏ lạc về thì cháu ủ. Thì nếu mà cả nhà mà đất cả nhà không đẹp ấy, thì hôm nào cháu làm video cháu làm ủ đất cho cả nhà xem. Thì cái này rất là dễ thôi cả nhà, mình cứ cải thiện dần thì đất nhà mình nó sẽ đẹp và nó sẽ tơi ra, tơi xốp ra. Trên nhà cháu là đất đồi toàn. Trồng rau đơn giản này về trồng rau.
Đấy, chị cứ cắm ở dưới rìa. Đấy, chị cứ cắm trước. Hai cái chân. Trồng rau ngót này thì nó không chiếm nhiều diện tích cả nhà. Cứ cắm được một bãi như này thì đúng là ăn chán luôn. Đấy, thì là cháu với chị đã cắm xong rồi. Thì đấy, chị cho cảm xúc khi mà được cắm rau như nào chị? Làm này thú vị nhỉ. Nhất là tưởng tượng ra cảnh là sắp tới được ăn rau sạch. Đấy, rất là vui. Thì đợt tới này rau nhà cháu lên thì cháu sẽ quay lại cái rau nhà cháu lên thì cháu sẽ chia sẻ cho cả nhà cái thành quả hai chị em cháu làm ngày hôm nay. Thì khi mà cả nhà mình cắm xong ấy thì cả nhà mình tưới cho cháu hết một lượt để khi mà cái cành mà nó chưa có rễ thì nó có độ ẩm thì nó còn hút được lên. Thì dòng rau ngót này thì cả nhà cứ trồng ở những rìa tường nhà mình ấy. Thì một là nó không chiếm nhiều diện tích, hai là có rau ăn. Cái dòng rau ngót này thì trồng nó đúng kiểu như cái hom sắn, rất là dễ. Đất nhà cháu trên núi thì cháu hay chọn những dòng rau mà thân nó cứng thì cháu không gọt. Cái rau cải thì cháu trồng đợt trước cháu trồng đấy nhưng nó rất là ngắn ngày. Nhiều thế đấy, thì là cháu đã xong rồi. Cháu xin chào cả nhà.